được thành lập vào năm 2018, trải qua 2 năm xây dựng đến nay đã phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của câu lạc bộ. Đến với Hứa Thanh, mảnh đất Điện Biên nên sinh ra những anh hùng thiết kiệm cho đất Việt và là điểm đến du lịch đã đi vào thơ ca. Nếu về rồi em sẽ lấy vấn hương, sẽ chẳng muốn rời xa miền đất Hứa. Mời đoàn Thái Nguyên chuẩn bị. Trưởng đoàn, trên dân số tặng hôn câu lạc bộ Tân Hội 1971.